Việc điều chỉnh pitch stay tùy thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là ống kính mà bạn đang sử dụng. Thứ hai, thể loại nhiếp ảnh mà bạn đang muốn hướng tới. Sharp nhẹ thì bao gồm 3 thanh công cụ ảnh hưởng đến cái độ sắc nét của hình ảnh. Nếu bạn muốn cái hình ảnh của bạn gấp lên á thì các bạn sẽ kéo cái độ strain này lên hết mức trong cái máy ảnh của các bạn. Radius á thì nó sẽ tương ứng là fineness trên cái máy ảnh của mình. Nếu kéo lên hết mức thì bạn sẽ thấy được cái chi tiết hơn ở trong cái vùng, như là nhiều nếp nhăn hơn trên mắt nè, mí mắt nó sẽ rõ hơn nè, lông mi lông mày nó sẽ tỉ mỉ hơn rất là nhiều nè. Khi mà bạn sử dụng một cái ống kính nó không có chất lượng thì bạn có thể kéo cái phần fineness này lên. Threshold là phần masking ở trên Lightroom. Ví dụ như khi mà bạn kéo về không thì bạn sẽ thấy là cái hình ảnh nó sẽ không được áp dụng bất kỳ cái hiệu ứng sắc nét nào. Đây là cái setup mà Tony hay sử dụng, đỉnh cái độ strain lên 6 để các đường nét chính nó sẽ thật sự rất là sắc nét. Rồi cái phần fineness thì Tony cũng chỉnh về 2 vì Tony không muốn cái độ gai quá nhiều ở trong cái hình ảnh của mình. Threshold thì Tony sẽ để ở 3 để hiệu ứng sắc nét áp dụng vào đủ các chi tiết mà Tony mong muốn. Contrast là cái độ tương phản giữa vùng sáng và vùng tối. Saturation là cái độ rực của hình ảnh. Nếu cái phần saturation Tony sẽ chỉnh -1 để cái giảm cái màu da vàng xuống. Color tone thì nó sẽ ảnh hưởng với tới skin tone, tới màu da. Thì nếu mà kéo về trái thì màu da nó sẽ đỏ hồng. Còn mà kéo về phía phải thì màu da nó sẽ có xu hướng là ám màu vàng. Tony sẽ để ở mức mặc định.